tình yêu trời đánh. Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa, thần Zeus, chúa tể thần linh phải lòng một thiếu nữ trần gian và hạ sinh một cô con gái đặt tên là Elisha. Yêu chiều cô con gái, thần Zeus ban cho con sắc đẹp, sự thông minh tuyệt đỉnh. Theo năm tháng, Elisha lớn lên trở thành một mỹ nữ có nhan sắc không ai sánh bằng. Ồ, bông hoa đẹp quá. Ôi, thần tình yêu Eros, cảm ơn chàng. Nhiều ngày sau, Elisha, đây là chuỗi ngọc kết tinh từ tình yêu mà khi xe duyên cho con người suốt những năm tháng qua ta đã có được. Ta mong rằng từ giờ đó sẽ được nàng giữ bên mình. Đẹp quá Eros, món quà này thật đáng giá. Ta, Elisha, đối với ta, trên đời này không có gì đáng giá bằng nàng. Eros, chàng là thần tình yêu, những lời có cánh đó đừng tùy tiện nói, khiến lòng ta bối rối. Elisha, tấm lòng ta dành cho nàng hoàn toàn là chân thực, xuất phát từ trong trái tim ta. Xin nàng đừng ngờ vực. Thật sự, cô bảo ta đánh đổi tất cả những thứ đã có, chỉ để được ở bên nàng, ta cũng sẽ sẵn lòng mà không hề do dự. Kính xin thần Zeus tối cao tác hợp. Hạ thần rất yêu Elisha. Không có nàng ấy, thần không còn thiết gì nữa cả. Thần tình yêu Eros cuối cùng cũng rơi vào cạm bẫy của tình yêu ư? Liệu đây là tình yêu thật sự từ trái tim hay do mũi tên của ngươi vậy? Dạ, đây chính là tình yêu chân thành của hạ thần. Xem chừng ngươi cũng là con người chính trực, mạnh mẽ. Con gái ta cũng yêu thương ngươi. Được, vậy ta sẽ tác hợp. Đội ơn thần Zeus. Elisha, đây quả thật là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ta. Từ giây phút này, niềm vui của nàng cũng chính là niềm vui của ta. Và tuyệt nhiên, ta sẽ không cho phép bất cứ thứ gì trên đời này phải khiến nàng buồn lòng. Thần Zeus tác hợp cho hai người họ rồi sao? Không, không thể có chuyện đó được. Eros phải là của ta. Sao có chuyện chàng lại đi lấy người khác chứ? Nhất định ta phải có được chàng. Eros, tình cảm của chàng thật khiến thiếp cảm kích. Thế nhưng, xây cả một lâu đài bằng ngọc thế này. Elisha xinh đẹp của ta ơi, ta yêu nàng hơn chính bản thân mình. Chỉ cần nàng luôn nhớ đến tình cảm của ta mãnh liệt hơn thác, đậm đà hơn mật ong là ta vui rồi. Chàng ta để ở đâu được nhỉ? Kia rồi. Kìa, nữ thần ganh ghét, nàng làm gì ở đây vậy? Tình yêu của ta. Chàng đi đâu suốt mấy hôm nay được nhỉ? Eros, còn cô, nữ thần ganh ghét, sao lại là cô? Nàng là ai? Ta có quen nàng sao? Hả? Chúng ta đi khỏi đây thôi, còn cô, đừng có làm phiền chúng tôi nữa. Chuyện gì thế kia? Chàng ấy đã phản bội mình và còn chẳng nhớ mình là ai nữa. Đã mấy ngày nay tiểu thư không ăn uống gì rồi. Nhìn cô ấy đau khổ, khiến lòng tôi cũng không cầm nổi thương cảm nữa. Elisha, con hãy mạnh mẽ lên. Nước mắt đâu giải quyết được vấn đề gì. Thần gió, vậy xin người hãy giúp con. Hãy mang tâm tình của con gửi đến Eros. Hãy nói rằng trái tim con đã vụn vỡ vì chàng. Có ích gì đâu. Nữ thần ganh ghét đã thổi vào tâm trí Eros làn khói quên lãng. Con cũng thấy rồi đấy, Eros thậm chí không nhớ con là ai. Con gái tội nghiệp của ta. Cha ơi, xin cha hãy dùng sức nóng của mặt trời thiêu đốt con đi. Trái tim con không còn chịu nổi nữa rồi. Thà con chết đi còn hơn phải chịu sự phản bội của chồng. Con không còn thiết sống nữa. Elisha của ta, sao con lại có thể yêu cầu ta làm điều như thế chứ? Ta biết phải làm gì cho con gái bé bỏng của ta đây. Thiếu đi nụ cười của nó đến hoa cũng héo, chim muông thì ngực ca hát. Thần Zeus, nguy rồi. Elisha, con của ta, ta đã ban cho con sắc đẹp, sự thông minh, thế nhưng ta lại quên không ban cho con sự can trường để vượt qua sóng gió. Lỗi tại ta hại con rồi. Phải làm sao đây? Elisha đáng yêu, xinh đẹp không còn nữa.
giờ cô ấy sẽ bị hóa thành tro bụi và rời xa chúng ta mãi mãi. Không, Elisa của ta không thể tan biến thành tro được. Ta sẽ cho con hóa thân thành hoa hồng. Chỉ có hoa hồng mới sánh được sự cao quý của con, và gai của nó sẽ bảo vệ con khỏi những tổn thương. Màu sắc của con cũng không phải màu đỏ tươi thâm thiết, không phải hồng phấn dịu dàng, mà sẽ là màu vàng mãnh liệt cháy lòng. Để kẻ phản bội con, mỗi khi thấy hoa hồng vàng, sẽ day dứt, hối hận. Nhầm bàn. Rét quá, trời gì mà rét thế này. Hôm nay mình về muộn, không biết có kịp xe buýt không. Sao mãi chẳng thấy xe nhỉ? Đói quá đi mất. Đằng nào cũng không kịp về, mình ăn cái gì đó rồi về sau cũng được. Chào ba. Ba cần dùng gì ạ? Cho tôi một suất sốt vang. Vâng, có ngay. Chà, thơm quá, chắc là ngon lắm đây. Ngon quá đi mất. Ơ, hình như thiếu món bánh mì. Này, thôi, tự mình đi lấy vậy. Trời lạnh mà cũng đông khách quá. Có mỗi cái bánh mì mà đợi mãi mới lấy được. Cái lão kia, sao mình vừa đứng dậy đã vào ăn đồ của mình rồi. Thật tức chết đi được. Mình chỉ còn đủ tiền ăn một suất thôi mà. Này anh, có chuyện gì thế thưa bà? Nhưng trông hắn có vẻ nghèo khổ, thế mới ăn đồ của mình chứ. Hay mình bỏ qua, coi như làm phúc. Nhưng mà cũng không thể như thế. Đã vậy, mình cũng ăn. Chúng ta cùng ăn thôi. À vâng, mời bà. Rất vui vì hôm nay đã giúp được bà. Chúc bà một buổi tối vui vẻ. Giúp tôi ư? Ý anh là... Chẳng phải chúng ta vừa cùng nhau ăn chung bát súp của tôi rất vui vẻ đó sao? Sao cơ? Bát súp vàng của anh? Trời, thì ra mình đã ngồi nhầm bàn. Vậy mà cứ tưởng, dù sao tôi cũng rất vui. Chào bà, hẹn gặp lại. Vâng. Hẹn gặp lại. Rõ là ngốc, tưởng rằng mình cao thượng giúp được người. Ai dè người được giúp lại chính là mình. Cảm ơn anh, người làm tôi sửng sốt và đã có ý khinh thường, cũng đã nghĩ như tôi. Chuyện của Nhất Hương. Chào cụ ạ. À, hai cháu đi gánh nước lên chùa đấy ạ. À. Dạ. À, đây rồi, cháu là Nhất Hương phải không? Cháu chào bác. Dạ, có chuyện gì vậy bác? May hôm qua nhờ có cháu kịp thời đổ thùng nước vào bể trữ cá, không thì cá của ta đã chết hết rồi. Có gì đâu bác. Hãy cầm chiếc bánh này coi như thành ý của ta. Ta thật lòng cảm ơn cháu. Ôi, cháu không dám nhận đâu. Sư phụ đã dạy chúng cháu. Không sao đâu, cháu hãy cầm lấy cho ta được vừa lòng. Nhất Hương, đệ phải cứu huynh. Phen này huynh chết chắc rồi, huynh sợ quá. Cương huynh, có chuyện gì vậy? Những người học thiền thường không biết sợ hãi, tại sao huynh lại khóc ầm ĩ thế này? Đệ không biết đâu, huynh gây ra họa lớn rồi. Sư phụ có một cái hộp to, không bao giờ cho ai động vào. Hôm nay nhân lúc sư phụ ra ngoài, huynh lén mở ra xem, hóa ra bên trong là một cái bình gốm tinh xảo. Huynh đang ngắm nghía trên tay, nghe thấy đằng sau có tiếng động, thế là giật mình tuột tay.
nó rơi vỡ tan tành rồi. Sư phụ về biết chuyện, chắc chắn sẽ trừng phạt rất nặng. Huynh đừng khóc nữa, để đệ nói giúp. Nếu mình dùng cách này thì sẽ sao ta? Nhất Hưu, hôm nay trông con lạ vậy, có chuyện gì với con ư? Sư phụ, quả là con có điều muốn thưa với người. Con đang băn khoăn một điều, rốt cuộc phải dùng cách gì để khiến một người trường sinh bất lão? Thế sự vô thường, sinh lão bệnh tử là lẽ đương nhiên con à, hoàn toàn không thể có chuyện trường sinh. Sư phụ, với con người thì là vậy, thế đồ vật thì sao ạ? Cũng vậy con ạ, đồ vật cũng không thể trường tồn được. Nếu như món đồ mà chúng ta thích nhất bị hỏng thì sao ạ, thưa sư phụ? Thế cũng đành phải chịu thôi, bởi mọi thứ đến với mỗi người hoàn toàn là do nhân duyên đã định trước. Nếu một thứ không thể ở bên ta được nữa, tức là nhân duyên đã tận, nó sẽ tự nhiên hỏng con ạ. Thưa sư phụ, trong này có một thứ, nhân duyên của nó đã tận mất rồi. Không được, không được, làm vậy thì đúng là lừa thầy phản bạn, quá hỗn xược, sao mình lại có ý nghĩ lếu láo đó được nhỉ? Thôi, khôn ngoan chẳng lọ thật thà, tốt nhất là cùng Khương huynh chia tội, cứ đến khấn đầu nhận tội với sư phụ. Dẫu sư phụ có mắng, có phạt gì cũng phải đạo ở đời. Khương huynh ơi, Khương huynh ở đâu? Chiếc bình quý thật, nhưng các con đã biết nhận lỗi, ta tha cho các con, nhưng lần sau không được như thế nữa. Các con nghe rõ chưa? Dạ, rõ rồi ạ. Chúng con đội ơn sư phụ. Vị quan ham chơi. Cho tôi vào, tôi muốn đưa đơn kiện cho quan lớn. Không được, quan lớn đang bận, ông không thể vào. Có chuyện gì vậy? Thưa quân sư, ông lão này cứ nằng nặc đòi gặp quan lớn. Tôi muốn quan lớn giúp đòi lại công bằng cho tôi. Tổng đốc sao nhãn việc của con dân thế này, rồi sẽ ra sao? Ồ, đa tạ ngài, nhất định tôi sẽ làm theo. Này quân sư, ngươi không còn trò nào vui để cho ta xem sao? Ồ, có chứ ạ. Trò gì mà biểu diễn cho ta xem nào? Thần nghe nói, ở phía đông tỉnh ta có một quán trà nổi tiếng lắm ạ. Ngày mai, quan lớn cùng thần đến thưởng thức trà ở đó được không ạ? Thôi được, dù sao ở trong dinh mãi cũng chán, mai ta ra ngoài làm một chuyến xem sao. Đầy quân sư, chúng ta đã đi nửa ngày đường mà chưa tới nơi sao? Dạ, cũng sắp tới nơi rồi ạ. À, đằng kia có ngôi nhà nhỏ, hay chúng ta nghỉ chân tạm ở đây để uống nước ạ? Thôi được. Chúng tôi bị lạc đường, xin hỏi được tới làng Hoàng Nhân còn xa không cụ? À ha, đi hết con đường đê này, rẽ trái rồi đi thêm một đoạn nữa là tới. Hai vị đường xa tới đây, nếu không ngại mời vào dùng trà với lão. Ôi, thế còn gì bằng, cảm ơn cụ. Người mang tiếng là quân sư mà có mỗi đường đi cũng không nhớ, đúng là ngu. À. Hả, sao vị khách quan này lại biết tên của lão? Ta gọi tên ngươi bao giờ? Ờ, ông vừa nói ngu ngốc đấy thôi, nhìn hình dáng lão đâu đến nỗi. Cớ gì lại đặt cái tên như thế? Cũng tại lão mà ra cả.
Chuyện là thế này. Trước đây, lão có nuôi một con bò cái, nó đẻ được một con bê con. Khi bê con đã lớn, tôi đem bán lấy tiền mua một con ngựa, lão nhốt chung ngựa và bò với nhau. Như thế thì sao lại tự nhận mình là ngu? Con ngựa của lão là con ngựa nòi, lông trắng mượt đẹp tuyệt. Một ngày, có một kẻ tự xưng là người nhà Lý trưởng đến bắt nó đi. Lão đã cố giữ, nhưng anh ta nói bò cái nhà lão thì làm sao mà đẻ ra ngựa được. Thế nên con ngựa này không phải của nhà lão. Thật vô lý, sao lão không giữ con ngựa lại? Thì họ nói đúng mà, bò nhà lão không đẻ ra được ngựa, nên lão chịu không cái được. Mọi người trong làng biết chuyện nên mới đặt cho lão cái tên lão ngốc. Thế thì lão ngu thật đấy. Bẩm quan tổng đốc, thần thấy trên đời này còn đầy kẻ ngu hơn lão già này ấy chứ. Ngay cả thần đây cũng là một kẻ ngu không hơn đấy thôi. Vậy là sao? Ta không hiểu. Thần thấy vì thần ngu, mắt như bị đuôi mù, nên mới không thấy thiên hạ có kẻ ngỗ ngược dám lấy không ngựa của dân. Giờ biết rồi đấy, mà cũng chưa biết để bẩm báo lên quan tổng đốc như thế nào nhằm lấy lại công bằng cho dân chúng. Ta hiểu cái ngu nhúng mình của ngươi rồi. Xin quan tha tội, chỉ mong quan lớn là một vị quan anh minh, chăm lo con dân, chỉnh sửa chính sách, không để những kẻ có chức có quyền lộng hành ức hiếp con dân. Như vậy tổng trấn của ta mới thanh bình muôn thuở được ạ. Thì ra bấy lâu nay ta không làm tròn trọng trách, cứ thế này thì mình cũng thành kẻ ngu ngốc nốt. Ta sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng, ta sẽ thay đổi. Chiếc khăn tay thêu hỏng. Vẹt ơi, đi đâu mà vội vã thế? Xuống đây chơi với chị đã. Em đang đi chuẩn bị quà tặng cho chị Khổng Tước. Ngày kia là sinh nhật chị ấy rồi, chị đã chuẩn bị gì chưa? Ôi đúng nhỉ, ngày kia là sinh nhật Khổng Tước, chị suýt quên mất. Cảm ơn em đã nhắc nhở chị. Thôi em đi đi, chào chị. Mình chuẩn bị gì cho Khổng Tước nhỉ? Cô ấy rất thích những đóa hoa xinh đẹp. Đúng rồi, mình sẽ thiêu tặng cô ấy một đóa hoa. Thiêu hoa gì được đây? Chị Khổng Tước sẽ thích loại hoa nào nhỉ? Hoa đào ư? Hoa đào vừa đẹp vừa thanh tao, lại báo hiệu mùa xuân căng tràn sức sống. Mình sẽ thêu một nhánh hoa đào đang e ấp. Ôi, chị Hạc thêu hoa đào đẹp quá. Chị thêu cho ai vậy? Bí mật nhé, chị thêu tặng sinh nhật Khổng Tước đấy. Tay nghề của chị thật là tuyệt mỹ. Nhưng nếu tặng sinh nhật mà thêu hoa đào thì không hay lắm. Sao lại không hay? Hoa đào tuy đẹp nhưng nhanh phai tàn rơi rụng. Đúng rồi, hoa đào rất nhanh phai tàn. Theo em, chị nên thêu hoa hồng. Hoa hồng vừa kêu sa lại rực rỡ, chắc chắn chị Khổng Tước sẽ thích. Ừ, cảm ơn em nhé. Chị sẽ thêu lại một nụ hồng thật đẹp. Chị Hạc làm gì mà cần mẫn vậy? Có ra hồ bơi một lát không? Ồ, vịt đấy à. Hẹn bạn hôm sau nhé. Mình đang bận thêu một bông hồng thật xinh đẹp tặng sinh nhật Khổng Tước. Ôi chặt, hoa hồng có gì mà đẹp? Đơn điệu và xa lạ với chúng ta. Sao chị không thêu hoa sen ấy? Chị nhìn những đóa sen trong hồ kia xem. Chị cứ nhìn đi đâu ấy. Trong khi chúng ta hàng ngày bơi lội kiếm ăn quanh hồ nước, có loại hoa nào giản dị, gần gũi lại xinh đẹp như sen? Hoa sen lại còn thơm rất thanh tao, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ừ, vịt nói có lý. Lại không phải à, có gì đẹp hơn những vẻ đẹp đơn giản ở ngay xung quanh mình? Nếu mình thiêu hoa sen thì sẽ rất ý nghĩa, nhưng chỉ còn một ngày, mình có nên thiêu lại không? Được rồi, mình sẽ cố thiêu thật nhanh. Chị rối hết rồi, khung thiêu cũng nhăn nhúm gã lại. Thôi, mình thiêu lại lần này là lần cuối. Xong, đóa sen đẹp tuyệt, nhưng sao nó cứ cong queo, bẩn thỉu thế nào ấy nhỉ? Thôi chết,
tại mình tháo ra khâu vào nhiều quá đây mà. Em Hạc ơi, chị Khổng Tước cũng thích hoa đào ư? Đúng, chị rất yêu hoa đào. Thanh cao, nhẹ nhàng, mỏng manh. Em thấy mùa xuân có hoa nào đẹp hơn hoa đào nữa chứ? Nhưng hoa đào rất nhanh tàn và rơi rụng. Có hoa đào là không rơi rụng hả em? Nhưng hoa đào đã làm được một sứ mệnh trọng đại là báo hiệu mùa xuân đến. Nó đem sức sống đến cho vạn vật còn gì. Chị đã từng ước mơ có một chiếc khăn choàng theo hoa đào để diện vào mùa xuân đấy. Thôi chị về đây, lát nữa em Hạc nhớ qua chị đấy nhé. Ôi, sao mình ba phải thế? Ai bảo gì cũng hay. Người đời đã dạy, sống phải có chính kiến của mình. Bây giờ biết lấy gì tặng chị ấy đây? Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.